Chào các bạn, đây là thành phẩm của món xôi mặn, xôi lạp xưởng mình vừa mới làm xong đây. Phần xôi rất là dẻo, ngon. Và làm sao để chúng ta có thể nấu xôi dẻo, không bị nhão, không bị ướt nước? Thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món xôi này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món xôi mặn các bạn nhé. Để làm được cái món xôi mặn này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là 500g nếp. Nếp này thì mình sử dụng nếp cái hoa vàng. Và để cho cái phần xôi sau khi xôi xong nó được ngon và không bị cương cái phần hạt gạo lên thì khi ngâm các bạn sẽ cho vào một muỗng cà phê muối nhé. Mình nấu xôi mặn với cả đậu Hà Lan 150g bắp, cà rốt và lạp xưởng. Đây chúng ta sẽ cùng làm nhé. Với cái phần gạo này, sau khi mà các bạn đã ngâm cho mình từ 6 đến 8 tiếng thì các bạn sẽ vớt ra và để ráo nước các bạn nha. Phần cà rốt này thì các bạn sẽ cắt thành những cái miếng nó có cái kích thước bằng cái phần đậu Hà Lan nhé. Phần bắp này thì các bạn sẽ dùng dao để các bạn cắt. Cái phần lõi ngô các bạn đừng bỏ đi mà chúng ta sẽ dùng nó để làm cái nước hấp xôi nha. Lạp xưởng thì các bạn sẽ thái thành những cái miếng nó có cái độ dày từ 1 đến 2 mm. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi để chúng ta hấp xôi nhé. Các bạn sẽ cho cái phần lõi ngô vào như thế này để chúng ta hấp. Các bạn bật bếp, sau đó thì chờ nó ra nhiều hơi nước rồi chúng ta sẽ hấp xôi nha. Trong lúc mà mình chờ cái phần nước nó được thì mình sẽ đi chuẩn bị cái phần xôi để hấp. Các bạn sẽ cho phần lạp xưởng, ngô và cà rốt, đậu Hà Lan. Sau đó các bạn sẽ thêm vào đây một muỗng cà phê muối, một thìa ăn phở dầu ăn. Sau đó trộn đều. Các bạn xóc từ ngoài vào trong như thế này để cái phần hỗn hợp này nó được đều và không bị nát. Khi mà các bạn cho dầu vào sẵn như vậy ấy, thì các bạn sẽ thấy là phần xôi sau khi mà các bạn nấu xong nó sẽ rất là mềm và không bị cứng. Nếu muốn màu xôi sau khi mà nấu xong có cái màu vàng thì các bạn có thể thêm vào đây mà một muỗng, 1/2 muỗng cà phê ớt bột. Các bạn xóc đều. Trong lúc mà mình trộn xong cái phần nếp cũng như là các nguyên liệu để nấu xôi mặn lạp xưởng như thế này rồi thì cái phần nước của mình nó đã được rồi. Đây là mình đem đi để hấp.
Khi mà các bạn hấp sôi như thế này thì để cho nó nhanh chín và nó không bị mềm ấy, thì các bạn sẽ và không bị nhão, thì các bạn sẽ để cho mình một cái lỗ thông ở giữa, nó rộng rộng ra một chút như thế này nhá, để cái phần hơi nó bốc lên được đều. Khi các bạn thấy nước bắt đầu sôi lên như vậy rồi thì các bạn sẽ cho cái phần nguyên liệu vào đây nhá. Tuy nhiên để hấp sôi được ngon và nó không bị ướt nước thì các bạn sẽ hấp cho mình ở lửa vừa, không hấp lửa lớn quá. Và có một cái lưu ý nữa, đó là cái phần vung nồi, các bạn sẽ dùng một cái khăn để các bạn đặt lên phía trên như vậy thì cái phần nước nó sẽ không bị rơi xuống phần sôi, thì phần sôi của chúng ta sẽ rất là ngon các bạn nhé. Và thời gian để các bạn hấp sôi được chín thì các bạn sẽ hấp cho mình trong khoảng thời gian là 30 phút, tùy cái lượng sôi nhiều hay ít. Ở đây thì cái phần sôi mình hấp nó chỉ là nửa kg thôi, cho nên là mình sẽ hấp trong khoảng thời gian là 30 phút, sôi sẽ chín vừa và ngon. Còn nếu các bạn hấp nhiều hơn thì các bạn sẽ căn thời gian tăng lên một chút nhé, để sôi nó được ngon và dẻo. Và các bạn sẽ cùng chờ thành quả với mình sau 30 phút nữa các bạn nha. Ở đây là phần sôi sau khi mà mình đã hấp được 30 phút thì các bạn sẽ thấy là cái phần sôi nó rất là chín và ngon như thế này đây. Đây. Lúc này thì các bạn sẽ đảo nhẹ một chút nhá. Các bạn đảo nhẹ thì các bạn sẽ thấy là cái phần sôi nó rất là dẻo và không bị nhão, không bị ướt một chút nào cả. Đó. Và mùi sôi thì rất là thơm. Thơm lắm luôn các bạn. Bây giờ khi mà các bạn nấu như thế này rồi thì các bạn có thể cho thêm một chút xíu hành lá vào nhé, để cho cái hành mà các bạn sẽ thái nhỏ ra. Các bạn trộn đều là cái phần hành này nó sẽ chín các bạn nhé. Đó, vậy là mình đã làm xong được cái món xôi mặn là xôi lạp xưởng như thế này rồi, rất là ngon. Cái phần xôi thì dẻo và không bị nhão nước một chút nào cả. Và đây là một cái cách để chúng ta có thể nấu xôi được ngon dẻo mà ai ăn cũng sẽ rất là mê luôn. Đó, và đến đây thì mình xin kết thúc video đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.